chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Kính chúc anh chị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nhé. Và hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt ở đây chính là con đường nhựa Lục Viên. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và dẫn quý anh chị mình tham quan một sản phẩm ký gửi mới nằm cách mặt tiền đường nhựa Lục Viên này khoảng là 250m quý anh chị nhé. Và đây chính là con đường nhựa Lục Viên. Quý anh chị chạy thẳng về phía trước 3km nữa thì sẽ gặp chợ Đình, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Bắc, trường tiểu học và trường cấp 2 Mỹ Hạnh Bắc quý anh chị nhé. Còn hướng ngược lại thì quý anh chị sẽ đi ra đường tỉnh lộ DT823. Mình có thể đi lên thị trấn Hậu Nghĩa hoặc là đi sang khu vực huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đây thì đã có Bách Hóa Tổng hợp này, trường tiểu học Nguyễn Văn Đẹp, bên tay trái Biển Xanh chỉ đây chính là trường tiểu học Nguyễn Văn Đẹp, nhà thuốc. Và ở cái vị trí ngày hôm nay thì rất là thích hợp để những quý anh chị có cái quỹ tài chính dưới 700 triệu thì mình có thể là mua đầu tư sinh lời cũng như là an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Dân cư nhà cửa ở đây rất là đông và đây chính là một cái trường tiểu học Nguyễn Văn Đẹp thuộc xã Đức Lộc Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nhà thuốc Tây quý anh chị nhé. Và từ con đường nhựa Lục Viên này, Biển Xanh sẽ rẽ tay trái đi vào một xẹt con đường nhựa Lục Viên. Và con đường này là con đường đất đá, đường xe tải chạy ra vào vô tư. Và từ con đường này quý anh chị mình có thể chạy thông sang khu công nghiệp Thái Hòa, khu nghiệp Ánh Hồng, khu nghiệp Đức Hòa 3. Rất là nhiều các cụm và khu công nghiệp ở gần đây quý anh chị nhé. Do đó mình về đây an cư lập nghiệp sinh sống thì cũng xin việc đi làm cũng rất là dễ dàng. Và ở ngoài dân thì quý anh chị mình thấy đa phần là những con đường đất đá như thế này. Và những cái con đường đất đá lớn như thế này thì tương lai chắc chắn là sẽ lên nhựa hoặc là bê tông rồi. Bởi vì dưới khu vực này thì đang nông thôn mới rất là nhiều. Những con đường ở khu vực Mỹ Hạnh Bắc và Mỹ Hạnh Nam là cũng đã làm rất là nhiều những con đường mới rồi. Và một khi mà những cái con đường hạ tầng giao thông nó được hoàn thiện như vậy thì cái giá trị bất động sản nó sẽ bắt đầu tăng lên. Và chúng ta đi tìm và mua bất động sản như vậy thì chúng ta tìm những cái con đường lớn, xe hơi tới đất thì chúng ta sẽ có cái giá trị tăng giá, kỳ vọng tăng giá trong tương lai rất là cao. Và từ đường nhựa Lục Viên quý anh chị chạy vào tới cái vị trí bất động sản ngày hôm nay chỉ có khoảng là 250m thôi. Ngay đầu hẻm thì có trường tiểu học, Bách Hóa Tổng hợp, nhà thuốc và cái đây quý anh chị. Và đường này quý anh chị cũng có thể thông sang được khu du lịch sinh thái Cát Tường Chí Sinh luôn. Ở đây dân cư nhà cửa người ta cũng ở khá là đông. Từ vị trí này quý anh chị chạy thẳng về phía trước thì mình sẽ thông sang các cụm và khu công nghiệp như là Thái Hòa, Ánh Hồng, Đức Hòa 3. Và từ đây chúng ta chạy là đi vào ngay lô đất quý anh chị nhé. Ở đây nhà dân ở cũng đã rất là nhiều và lô đất ngày hôm nay có hướng nam, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Và giá chỉ có là 660 triệu thôi quý anh chị, bao toàn bộ chi phí sang tên, giá còn thương lượng nhẹ, bớt lọc may mắn. Và ở đây thì đang có một ngôi nhà cũng đang xây, nó cũng gần bằng một cái diện tích của chúng ta. Cái căn nhà đó là diện tích chỉ có 3.9, dài 25 thôi quý anh chị nhé. Còn lô đất của chúng ta ngày hôm nay là ngang 4, dài 25. Và vị trí của chúng ta là từ cái cọc bê tông bên này mình đo sang bên kia 4m. Ở đây có đóng cọc bê tông thì chúng ta sẵn rồi. Dài sâu đụng xuống vách tường phía sau là 25. Hướng nam quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Và ở đây như trên màn hình quý anh chị mình thấy quang cảnh xung quanh ở đây thì đã có nhà dân ở rất là nhiều rồi. Và đường này là đường xe hơi, xe tải là chạy tới đất. Con đường này mình thông đi vào bên trong đó là mấy chục căn nhà vi bằng người ta đã ở hết rồi quý anh chị nhé. Trong đó là nhà không có sổ hồng, nhà vi bằng nhưng mà dân cư người ta cũng đã mua người ta ở hết rồi bởi vì giá nó rẻ. Những anh chị nào mà có cái mức tài chính dưới 700 triệu thì cái vị trí này rất là thích hợp để mình có thể đầu tư. Và bây giờ ở khu vực ngoài dân chúng ta đi tìm những cái vị trí bất động sản mà dưới 700 triệu cũng rất là khó kiếm, không hề có sản phẩm. Hoặc là có nhưng mà cũng phải đi vào những con hẻm nó rất là sâu và đường chỉ là đường xe Honda thôi quý anh chị, chứ không có thể nào mà xe tải xe hơi vào được tới đất như thế này. Do đó quý anh chị và các bạn xem được video của Biển Xanh ngày hôm nay thì cái vị trí này mình yêu thích, phù hợp với quỹ tài chính của mình thì hãy nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Ở đây đất đã được đổ
đầu san lấp rất là cao ráo. Quý anh chị mình mua những cái vị trí như thế này là về mình đã đỡ tốn một cái khoản chi phí không cần phải san lấp nữa rồi. Chỉ về mua về là xây dựng luôn, và xây là xây tự do, và bên cạnh người ta cũng đang xây nhà rồi, cho nên là mai mốt cũng sẽ có hàng xóm đông vui. Phía đằng sau là mấy chục căn nhà luôn quý anh chị nhé, đã có dân ở hết rồi. Và cái số tiền nó chỉ có 660 triệu. Từ cọc bê tông bên này đo sang 4m, ở đây có đóng sẵn cọc của chúng ta, chạy sâu xuống phía sau là 25-100m2. Và lô này nó là hướng nam, nằm liền kề với khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, chỉ là một xe con đường nhựa lục viên đi vào thôi quý anh chị nhé. Và từ đây chúng ta đi về tới chợ đình ủy ban xã Mỹ Hạnh Bắc, trường cấp 1, cấp 2 Mỹ Hạnh Bắc thì khoảng là 3 km. Đi sang tới ủy ban xã Đức Lập Hạ, đường tỉnh lộ DT823 cũng khoảng là 3 km. Dân cư rất là đông, và cái vị trí này thì nó rất là phù hợp cho những quý anh chị có quỹ tài chính dưới 700 triệu. Xây dựng tự do, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Do đó quý anh chị còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018 để quý anh chị có thể là sớm tìm ra những vị trí an cư lập nghiệp cũng như là đầu tư sinh lời quý anh chị nhé. Vị trí này nó nằm ngay liền kề và giáp ranh với khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Giá chỉ có 660 triệu mà thôi. Và ở đây thì dân cư, nhà cửa, người ta cũng đã đang là sinh sống rất là nhiều và cũng đang xây dựng rất là nhiều ở khu vực này. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi nhiều clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.